Hôm nay mình sẽ học cái bài này, chấn thương bụng kín. Ông tiếp theo đã trả lời chưa? Dạ, chưa. Chưa thì đứng lại. Bây giờ ta hỏi anh chấn thương bụng kín, anh có thể trả lời vắn tắt trong vòng 5 câu hay 10 câu đi. Anh tức là anh tạo ra một cái keyword của anh đi. Chứ không phải là các bạn đọc cái cuốn sách nó dài thế này, đọc từ sáng đến tối đến sáng, thuộc từ trang số 1 đến trang số 10 là được thật xuôi thuộc cả không? Bạn chỉ cần nhớ 5 câu đây, đủ có lẽ thậm chí 3 câu này. Đấy, bây giờ bạn, người ta hỏi bạn chấn thương bụng kín, bạn nói ngắn gọn trong vòng 5 câu, 3 câu thì bạn nói được cái gì? Anh thời là chấn thương bụng kín thì là một chấn thương mà cái tác nhân là đập vào vùng bụng. Không, mình đang học su âm này. Cha đó là ta bị đá, bị đấm hay là bị té thì cũng kệ đó chứ liên quan đến mình đâu. Quan trọng là bây giờ cái phần siêu âm của mình như thế. Thế lại kể hôm qua cái thằng này nó bị bạn gái nó đá rồi sao? Năm đây phần siêu âm thì em nghĩ bạn là nhớ, bạn cần nghĩ là cần phải lưu ý cái gì về siêu âm kín thì có thể nghĩ đến một số cái như là vỡ tặng đẳng. Thì bây giờ bạn nói đi, tôi nói là bạn phải làm sao bạn? Các bạn phải chú ý nha, bởi vì cái này nó thể hiện trình độ của các bạn. Các bạn có thể học tiếng Anh chưa? Học chưa? Chắc chắn ai cũng học rồi. Nó cho một đoạn văn tràng ra đại hải xong nó nói mình là chủ đề của cái bài này là cái gì, nhớ không? Topic. Ví dụ nó viết một trang A4 rồi xong rồi nó hỏi là cái bài này nói về cái gì. Thì chấn thương bụng kín cũng thế. Nó có thể là cái cô này hôm qua bị vợ đá, chồng đá, bạn gái đá rồi cái gì thì kệ cha đó, nhưng mà cuối cùng là cái bài này là chấn thương bụng kín. Ví dụ như vậy. Ở cái khúc dưới á thì bây giờ mình ngược lại, mình lấy cái khúc trên lên trước là chấn thương bụng kín thì mình có cái gì mình nói. Mà ngắn gọn thôi, 5 câu thôi, 3 câu thôi, chứ đừng có nói nhiều. Rồi bạn này bạn nói rồi, chấn thương tạm đặt rồi, ok, nói cái gì nữa? Chảy máu trong ổ bụng. Ừ, cứ nói đi, bạn cứ nói đi, bạn nói tiếp đi. Anh thầy xuất huyết một số tạng trong ổ bụng. Rồi, cứ nói đi. Tiếp đây có gì nữa. Tại vì nếu mà các bạn học với tôi như này, các bạn chẳng cần học gì cả, các bạn biết hết rồi. Mà cứ nói đi, bạn nói làm sao mà cho các bạn khác cùng nghe được và cùng đọc. Các cái tụ máu ạ, tụ máu ở các tạng. Ừ, rồi đó, làm sao đây? Xem cái tĩnh mạch của bệnh nhân có bị xẹp không, xem cái tình trạng sốc. Sao? Sốc? Sốc là cái gì? Cái gì nữa, nói đi, biết cái gì cứ nói thì nói thật nhanh, thật nhiều á. Nếu mà đã không nói, cái trò mà đã không biết á, phải nói nhiều. Mà biết thì ta phải nói ít thôi, đúng không? Nó đi thẳng vào chủ đề. Rồi, bạn lại là gái là bổ sung, nói cái này bổ sung. Trai gái à, các cụ Hồ không nói là nam nữ, nói trai gái. Bây giờ chúng ta bị đặc kích. Rồi bây giờ bạn nói được một ít rồi, giờ em bổ sung cái gì? Đấy, đó, cái gì đó? Giảm hơi trong ổ bụng. Rồi, cái gì đó? Có gì nữa nào? Hết rồi, hết rồi thì ngồi xuống. Không đúng nha, mà ngày xưa ở đây có ai đi học có biết cô Thu ở biết học không? Biết không? Chắc mấy nhỏ không biết, có cô Thu biết học. Giảng viên của bộ môn biết học của Đại học Y Dược á. Không biết thì đứng. Tổ của anh có 14 đứa là đứng từ sáng trưa. Tại vì không biết thì đứng. Rồi, nhưng mà bây giờ thôi, không biết đâu rồi đó. Bây giờ khám tắt này. Ở trong bụng thì có tặng đọc. Và tặng gỗ. Đúng không? Câu đầu tiên ấy. Ở trong bụng có tạng đặc và tạng rỗng. Thế còn bây giờ mình triển khai ra tiếp, thế nào là đặc thì đó là việc của mình. Nhưng mà tóm tắt mình chỉ nói vậy thôi. Đặc thì ví dụ gan này, lách, thận, tụy, rỗng này hay vỡ tá tràng, vỡ đại tràng ngang này, vỡ ruột non này. Cái chuyện đó mình để sau. Nhưng mà có mỗi cái hai cái này, nếu là có tạng đặc và tạng rỗng. Bởi vì sao? Bởi vì nó khác nhau. Rồi, đó đầu tiên. Cái thứ hai á, là vỡ cái gì thì cũng có xuất huyết nội, mà xuất huyết nội thì bằng với là dịch cổ bụng. Dịch cổ bụng tức là bằng với lại cái hình này. Đây. Là 1, 2, 3, 4, 5. Biết vậy hiểu chưa? Có nghĩa là gì? Dù vỡ tạng đặc hay tạng rỗng thì đều gây chảy máu ở trong ổ bụng. Và chảy máu ở trong ổ bụng thì gọi là xuất huyết nội, mà xuất huyết nội tức là dịch của bụng. Mà dịch của bụng là phải đi tìm ít nhất 5 chỗ. Đó. Đó câu thứ hai. Xong chưa? Có phản đối gì không? Rồi, câu thứ ba. Câu thứ ba là nếu như vỡ tạng rỗng
thì trong hai mươi mấy năm đi làm tôi chưa bao giờ thấy được cái vết rách. Cái vết rách á, ruột ở dạ dày không thấy vết rách. Nhưng nếu có tạng rỗng thì tôi thấy hơi gọi là hơi tự do trong bụng. Nhất trí chưa? Cái hơi tự do trong ổ bụng dễ tìm không? Khó lắm. Vì tự do trong ổ bụng dễ tìm không? Dễ lắm. Hai cái này đối lập với nhau, đúng chưa? Hơi tự do trong ổ bụng thì phải nhớ ngay là eco dày di động, kích thước thì thay đổi, vị trí thì thay đổi, ví dụ thế. Nhưng mà tôi chỉ cần nhận định cái phần trước, các anh chị học đến đây rồi. Nhưng mà tôi chỉ làm cái cầu nối đến đây thôi, đúng chưa? Rồi còn cái gì nữa? Còn một cái nữa là tạng đập. Tạng đập thì nó có thể vỡ như thế nào? Mình lấy một cái ví dụ là cái quả tạng. Ốm thận là qua cái gì? Nó động mạch thận, nó tĩnh mạch, động mạch và niệu quản, đúng không? Rồi bây giờ một cái bản thận như thế này, khi mà mình vỡ thì theo đó là chị nó có thể vỡ như thế nào, đúng không? Mà vỡ thì ví dụ như bây giờ đây, rách là một vết như thế này, được không? Được. Có thể mình cũng chả nhìn thấy vết rách, nhưng mình nhìn thấy cái chỗ này nó gọi là máu hay là dịch, được không? Cũng có thể là mình thấy một cái dịch này nó gọi là dịch ngoài bao, cái này là trong bao, và cái thứ tư là mình hình dạng mình gặp ở gan là một cái cục muối xua xua, nó gọi là cái ba tôm. Và một cái khó nhất là nó đứt phát mất một cái cuốn, đúng không? Đây là lúc mình học thì mình chia ra là 5 cái, nhưng trong thực tế có thể 5 là người ta trộn được thành một cái nồi lẩu. Tức là có thể bị cả 2, 3, 4 cái, 5 cái nó trùng một lúc. Nhưng lúc mình học đây thì mình nói là có những trường hợp tôi thấy có vết rách ở tận. Có trường hợp tôi thấy máu tụ dưới bao, có trong bao, ngoài bao, cái này đấy đó. Nhưng mà khó nhất là thằng này là khó nhất. Còn những lần này thì dễ hơn, các bạn đều nhìn thấy rồi. Ví dụ như tụ dịch trong bao có là nhìn thấy không, dưới bao. Nhiều khi giữa cái số 2 và số 3 thì cũng rất là khó nha. Mình không phân định được cái bao đó là chỗ nào, nhưng mà lúc nào cũng được. Nhưng mà về mặt lý thuyết thì người ta có thể chia ra như vậy. Vậy thì hết chưa? Còn cái gì cần bàn về cái này nữa không? Theo các bạn còn cái gì cần bàn nữa không? Thì như tôi nói, tất cả những cái bài dạy ở đây đều là đáp án mở. Có nghĩa là gì? Các bạn tùy theo kinh nghiệm và kiến thức của mình, các bạn có thể đắp thêm vào được chứ, chứ không phải là chỉ đến đây đấy. À, đừng có nói là sao thầy dạy em có đến nói là sao thầy bắt em biết thêm được, tự các bạn biết thêm chứ. Các bạn học có ông người học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 ngoại giỏi hơn tụi tôi, sao tụi tôi biết hết được. Nhưng mà về mặt siêu âm thì tôi thấy có lẽ là như thế này là đủ, được chưa? À, thế còn bạn có nói đến một cái vụ mà siêu âm kiểu như đo ICV đánh giá huyết áp thấp và có thiếu máu hay bù máu hay là động mạch tĩnh mạch cảnh nhá, cái đó là một cái phần rất là sâu, các bạn phải đi học ít nhất là 6 tháng nữa mới nói được. Thì bên cái siêu âm cấp cứu tim mạch nó mới dạy đo cái tĩnh mạch chủ dưới chẳng hạn, hoặc đo cái nào đó để biết xem là ca này đổ nước thiếu hay đủ, cái đó khó lắm. Cái đó là đề tài chuyên khoa 2 của rất nhiều người, nhưng mà rất là khó, không có dễ đâu. Rồi, rút lại như vậy có thấy dễ không? 4 câu phải nhớ. Thế thì khi mà các anh chị học trước thì như tôi nói á, thì cái bài dạy thì nó dài lắm. Đấy, cũng chiếu lên cho các anh chị xem, nhưng mà thật ra nó là minh họa lại 4 cái câu nữa thôi. Được chưa? Và thứ hai nữa là ở đây là chúng ta dạy có tính chất là thực hành. Còn trong lý thuyết thì nó rất là dài. Ví dụ như là chấn thương bụng kín này, thì ông Quang nó mới có viết trong một cái cuốn gọi là chấn thương nói chung ấy, của Chợ Rẫy nó có một cái cuốn chấn thương dành cho ngoại. Ông viết là chừng 40-50 trang ấy, chữ các anh chị đọc thoải mái, các anh chị có thể về xem trong đó. Mà cả lên hỏi cái trên này là có ai trên thư viện nó còn có mượn photo.
nhưng mà về phương diện thực hành thì mình như vậy thôi đó. Thế thì cái này hôm trước nói cho nhỉ, ưu điểm của siêu âm thì nói cho siêu âm này các anh chị có thể làm được cho cả bà mẹ vừa mới trễ kinh một tuần hai tuần, làm em bé vừa mới đẻ ra. Thì hiện nay nó được coi như là không gây hại gì cho trẻ em mà mẹ cả. Về mặt lý thuyết thì nó có, nhưng mà nó phải là chiếu với cái cường độ tia rất là lớn. Còn các bạn làm siêu âm rồi này thì gọi là siêu âm chẩn đoán, nó chỉ tầm độ khoảng 2-3 nó gọi là microwatt, tức là cái năng lượng ấy. Còn nếu mà các bạn dùng siêu âm mà để điều trị ấy, ví dụ như là bạn dùng siêu âm để cắt gan này, siêu âm để vật lý trị liệu á, thì nó có thể là một vài cái watt, thì cái công suất ấy, thì nó lớn hơn, thì nó có thể là độc hại. Chứ còn cái này nó nhẹ lắm, tức là cái năng lượng sử dụng trong cái siêu âm thì rất là ít. Thế và khi mà các bạn làm ấy, thì các bạn thấy là ví dụ như mình có cần chuẩn bị gì không? Không. Giá thành hiện nay rất thấp, thấp là cái một lần siêu âm bây giờ có 30,000. Một cái máy siêu âm mà hiện nay tụi nó chào á, các anh chị có thể nghĩ là cái mức giá rẻ nhất của một cái máy siêu âm là bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Biết là đứng dậy thấy to nào. Bạn có biết nó chào giá bao nhiêu không? Giá rẻ nhất á, khoảng 40-50 triệu. Giá đắt nhất thì vô vàn. Nhưng mà giá rẻ nhất thì khoảng 40-50 triệu. Cho nên giá thành trang bị cũng rẻ, giá thành mà làm cũng rẻ. Và đặc biệt là làm tại giường, có nghĩa là ngay tại cửa khoa cấp cứu nó có cái máy siêu âm. Cái ca nào mà đi ngang qua té cái các bạn làm một cái. Thế thôi. Và nhiều khoa cấp cứu ở đây làm được cái này. Đó. Tuy nhiên là nó có một cái là có những cái vùng mình không quan sát được. Rồi có vết thương, rồi có băng, rồi có gạt, rồi có những ca mà ở đây không nói, đố các bạn còn cái gì mà nó có thể cản trở lại được, làm mình không quan sát được. Nếu mà bạn nào học ngoại, ở đây có ai học chuyên khoa một ngoại không? Học ngoại thì bảo em học sản, hỏi sản thì em học nhi, chả em nào dám nhận đúng nghề của em. Các bạn nào học ngoại không? Không thì tôi hỏi để xem các bạn không biết. Tại vì nó có một cái câu mà ông thầy khoáng cũng rất hay nói, đó là hơi là kẻ thù của siêu âm. Cho nên là nếu như không may bệnh nhân bị gãy xương sườn, rách phổi, nó có tràn khí dưới da. Khi có tràn khí dưới da có thể các bạn không nhìn được gan, không nhìn được lách, không nhìn được thận luôn. Bởi vì sao? Tràn khí dưới da nó che hết. Nó như là cái lớp gì? Cái lớp bê tông nó chắn ở đằng trước mặt mình rồi, làm sao mình nhìn được bên kia có cái gì? Hả? À, chú ý. Thế còn bây giờ ở đây thì nó giật lại mấy câu này thôi. À, tặng đặc, tặng rỗng. Rồi siêu âm làm cái gì? Phát hiện dịch tự do. Siêu âm tìm dịch tự do và tổn thương tạng đối với tạng độc. Đây là 5 vị trí này. Bây giờ các bạn nhìn vào đây. 1, 2, 3, 4, 5. Vẽ cái hình này lại cho nhớ thôi. Chả phải đọc nhiều chữ rồi. Và tiếp theo, đây là những cái minh họa. Bây giờ tôi hỏi lại luôn này. Trong số các bạn ngồi đây, có bạn nào luôn một tuần rồi không nhìn thấy dịch của bụng không? Có bạn nào không đi học lâm sàng không? Nếu các bạn đi học lâm sàng thì các bạn thấy dịch cổ bụng rồi. Và nếu như mà các bạn mà đi thì cái này mất mấy nốt nhạc, thì các bạn mà đi theo tôi chỉ cần keng một cái là trả lời luôn, khỏi phải nghĩ. Một nốt nhạc, được chưa? Và như tôi nói, dịch cổ bụng thì làm sao? Dễ, mà hơi thì khó lắm. Thế dịch lâu ngày thì nó có thể fibrin, nó sợi hóa. Đây là 5 cái này, vẽ lại vậy thôi, 1, 2, 3, 4, 5. Thế và đây là các cái vết rách mà người ta có thể nhìn thấy. Cái vết rách này có thể ở lách hoặc ở gan. Maybe nhé, có thể nó rách thật mà mình không thấy. Chứ không phải lúc nào mình cũng thấy. Tại vì không tin thì các bạn về, các bạn mua 1 ký gan, các bạn thấy con da bạn rạch cho một miếng, các bạn để đấy, bạn nhìn có thấy không? Tại vì bên mình không có điều kiện để làm những cái thử nghiệm như vậy. Đây là những cái máu tụ nó bao quanh đây, là nó lâu ngày, nó fibrin này. Đây là dịch cổ bụng, đây là một cái ổ, người ta nghĩ là có thể là nó tương đương với cái này. Cái máu tụ ở trong. Đây cũng thế, nó tương đương với cái số 4 này. À, số 4 luôn. À, những cái ổ rộng. Đây là thận. À, bây giờ người ta mới hỏi một câu cũng hay. Câu này thì nó là để tư duy thôi.
siêu âm có thể chẩn đoán đúng được bao nhiêu phần trăm đúng hay không lách. Nha, ví dụ chấn thương bụng kín tác động vào lách. Rồi bây giờ ca này đi mổ xác nhận chính xác là vỡ lách. Trước khi đi mổ thì người ta có siêu âm. Đây là vỡ lách là chắc chắn rồi nhá, tại vì ta mổ ra mà. Thì trước khi đi mổ ra có siêu âm thì siêu âm có thể chẩn đoán đúng được bao nhiêu phần trăm những cái ca vỡ lách. Theo các bạn là bao nhiêu phần trăm. Đây có thể là một gợi ý cho những bạn nào mà đi học chẩn đoán hình ảnh. Các bạn làm một cái nghiên cứu đấy, thiết kế nghiên cứu như vậy, đúng được bao nhiêu phần trăm theo các bạn? 35%, 75% và 95%. A, B, C, D là O, D, D. Nào, chọn thế nào? Nghĩ đi. Ra đây nè, ông lấy biết vỡ chắc cái này là trong này đó. Cái ca này là tụ dịch xung quanh, đây là một cái trộn nát toét rồi, đây cũng bị vậy, nát toét rồi, đây là bị gần như là gì, cắt đôi rồi đó, máu tụ. Còn tạng rỗng thì xuất huyết nội cộng với khí, đúng không? Khí thì thường gọi là dấu mạnh cửa. Thì đây là những cái hình minh họa, như tôi nói là nó rất là ít gặp, và gặp thì cũng không chẩn đoán được. Nên mấy cái này anh thấy nó từ cái năm nào rồi, bây giờ đâu có tìm được cái hình nào mới đâu. Đó, khí cho mọi xem rồi, đúng không? Đấy, khí khó lắm, nói chung là khó lắm. Đây là cái này là may là dễ, là bởi vì dịch cũng nhiều, khí với hơi nó bơi tứ tung ở trong này, chứ nó ít như thế này thì khó lắm. Cái ca này cũng dễ rồi, vì nó nhiều dịch lẫn ở trong đó. Thế này chị hình dung như thế này. Đó, dễ không? Ca này thì dễ, vì ca này quá nhiều dịch và quá nhiều khí rồi thì cũng có nói làm gì. À nào, theo các bạn, trong cái đống này các bạn chọn câu nào? Nào, tiếp. Trả lời đi chứ, chọn thế nào? A, B, C, D, chọn thế nào? Nhưng mà cái vỡ này là đã được chẩn đoán đi mổ thế nào? Ok, các bạn không nghe thấy cái thiết kế à? Bệnh nhân bị chấn thương vào, có đi mổ, xác định là vỡ lách, đúng không? Có nghĩa là mình đã có đáp án rồi. Và trước khi đi mổ, người ta sẽ cho mình làm siêu âm, đúng không? Thế ví dụ như bây giờ cái ca số 1 này vào thì mình bảo vỡ lách, ra đi mổ. Nhưng ca số 2 mình bảo không vỡ lách, nhưng mà thằng CT với lại bác sĩ ngoại nó vẫn mổ, bởi vì nó có CT mổ tiếp vỡ lách. Thế thì tóm lại thì các anh chị không hiểu cái thiết kế này. Vậy thì siêu âm này các bạn hiểu cái đúng là nó là bao nhiêu không? 35%. Tại sao? Dạ, em thấy là với lách thì khi mà vỡ thì có thể ở một số phần mà rách những vị trí quan trọng thì không thể thấy. Rồi, cũng mất một lý, không sao nữa. Và tổn thương của lách thì siêu âm đánh giá không đúng ạ. Thì có thể siêu âm đánh giá lách tổn thương vỡ ở vị trí đó, nhưng mà có thể điều trị ngoại khoa được, và có thể điều trị ngoại khoa được. Nhưng mà đây người ta điều trị ngoại khoa, ta mổ rồi mà. Thì... đúng không? Đã. Tức là cái ca này là trầm trọng đến mức mổ rồi. Còn cái câu hỏi của bạn tiếp theo, đúng rồi, câu hỏi đó nó sâu chớp. Câu hỏi tiếp theo á, thì nó lại còn khó hơn nữa. Tức là chấn thương bụng kín, siêu âm, CT, khẳng định là có vỡ lách. Thì bây giờ cái câu khó là này, chia độ. Câu này khó lắm. Cái câu hỏi thứ hai là mổ hay là không mổ, gọi là nội khoa. Mổ rồi á, cắt lách hay là ngoại khoa bảo tồn, hiểu ý không? Tức là người ta may lại được. Còn thời xưa tôi học ấy, là AD hấp 100% là cắt, nhưng bây giờ có những trường hợp nó rất ít, cái móc 3-4 mổ nội soi á, cái móc cho 3-4 chỉ mà thôi, cái không cắt,
Được chưa? Thì cái này là khó hơn nhiều. Cái này là các anh chị phải đọc sách và các anh chị phải hiểu. Thì hiện nay á, mổ và cắt lách á, nó chỉ tầm khoảng 60-70% thôi. Còn hai thằng này là nó khoảng 30%. Tức là nội khoa bảo tồn hoặc là ngoại khoa bảo tồn. Đó là cái câu đó. Bạn trả lời đúng 35%. Xin đưa các anh chị về làm nghiên cứu đi. Nếu anh chị nào học về triển khai ở dưới bệnh viện tỉnh mình á, một cái nghiên cứu thì các anh chị sẽ thấy. Nếu anh chị mở tài liệu ra thì anh chị sẽ thấy những tài liệu đã công bố nó chỉ 35% thôi. Tại sao? Tại vì thấy dịch của bụng là 90-95%, nhưng mà vỡ lách thì thấy thấp. Bởi vì người ta giải thích như thế này. Thứ nhất á, là các cái tài liệu này đều được công bố rất là lâu rồi. Những năm khoảng 2000 thì một đây là trình độ bác sĩ được đào tạo chưa đầy đủ. Thứ hai á, là máy siêu âm quá kém. Thứ ba là do môi trường cấp cứu. Khi mà bạn làm siêu âm, bạn thấy được một cái thằng nó dịch như thế này rồi á, thì bạn sẽ đè ra mổ mà chẳng cần biết nó vỡ cái gì. Ví dụ như cái thằng này à, nếu ví dụ như thằng này không phải là sơ gan nhá, mình bỏ cái bạn này đi, mình thấy dịch cổ bụng nhiều như thế này là kiểu gì mình cũng mổ. Có thể mở banh bụng ra để thám sát luôn, hoặc là nội soi. Chứ mình bây giờ mình lay hoay, mình đi chụp siêu âm để CT kỹ quá thì nó sẽ mất thời gian. Càng mất thời gian thì tính mạng của bệnh nhân càng nguy hiểm. Do những yếu tố như vậy cho nên là người ta làm chỉ có 35% thôi. Cộng với yếu tố như bạn nói đó, có những cái tổn thương mình không nhìn thấy, nó gọi là âm dạ. Ví dụ như nó nằm tít ở dưới vòng hành khơi, nó che mất rồi. Giống như tôi nói đấy, nó lại gãy một cái xương sườn, gãy hai cái xương sườn, nó tràn khí ở bên đó rồi thì làm sao mình thấy, đúng không? Cộng với những yếu tố đó gọi là những yếu tố gây nhiễu, làm cho cái kết quả của mình nó rất là thấp. Trong những cái năm 96 khi viết cái cuốn sách này cho các anh chị, tôi lấy 20 ca vỡ lách thực sự nha. Tức là người ta cắt rồi, người ta bảo vỡ, mà trước đó có siêu âm chỉ có 6 ca đúng 30%, còn 14 ca là siêu âm nói tào lao hết, nói vỡ gan, vỡ tạng lõng, vỡ cái gì đâu á. Thì dịch cổ bụng thì đúng hết, nhưng mà cái câu mà trả lời tạng nào vỡ thì là sai nhiều lắm. Rồi sau này có một anh ấy là một cái tổng kết 2 năm khoảng 500 ca chấn thương bụng kín, thì anh ấy cũng chỉ khẳng định là gì, siêu âm chỉ đúng trong vỡ lách khoảng 35%. Rồi sau này có một anh làm 200 ca vỡ lách, 500 ca kia là chung nhá, tức là vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận với gì ra chung ấy. Và có một anh chỉ đeo đuổi riêng cái vỡ lách thôi, là anh Long. Anh làm 200 ca thì cũng chỉ đúng có 70 ca thôi. Đó, thì anh chị chú ý cái đó. Chứ đừng gỡ là ôi dồi ôi, tụi tao giỏi lắm, siêu mà 100%, nó cười chết ấy. Được không? Hiểu được cái khúc này chưa? Rồi, thế giờ xong khúc này thì là xong rồi, hết rồi. Chả có gì để bàn nữa. Thế thì dịch cổ bụng thì dễ rồi, hơi tự do ở trong cổ bụng. Thế còn chú ý này, mình làm siêu âm, ngoài cái bụng về mình vẫn phải xem có tràn dịch màng ngoài tim hay không này. Thứ hai là có tràn dịch màng phổi hay không nhá. Chứ mình lay hay, mình nói cái gì cho nó hay lắm, nhưng mà nó tràn dịch màng ngoài tim, là như hôm nọ có một cái ca tràn dịch về tim là sao? Nó tới 4-5cm mình không báo động được, có khi nó đi vào trẻ đá tim cấp rồi nó chết quẹo ạ. Nó chết trước khi mình xử lý cái bụng ạ. Cái ca đó nó sống là bởi vì nó tràn dịch màng ngoài tim từ từ, nó bạn có giải thích rồi. Tràn dịch màng ngoài tim ấy thì người ta sợ nhất, tôi gọi là chèn ép tim cấp. Mà chèn ép tim cấp ấy, thì tất nhiên là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó có một cái yếu tố là gia tăng thể tích dịch. Ví dụ như bây giờ ở đây á, là hôm bây giờ đây là 2 giờ. Chỗ này nó là 1cm. Mà đến 4 giờ nó lên 4cm thì e rằng là nó sắp chết rồi đấy, nó sắp chèn ép tim cấp nó chết rồi đấy. Mình gia tăng quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Còn cái ca đó ví dụ như cứ hôm nay nó 10 ly sang mai mốt nó lên 11, 3 tháng sau nó lên 4cm thì làm sao? Nó có sự thích nghi và nó chịu đựng được, đúng không? Cái ca đó tới 40 mấy mm mà bệnh nhân vẫn đi gọi là rất là vui vẻ, đúng không? Đó, về ra thì nó có thể đó, tràn dịch màng phổi. Rồi có thể mình vô tình mình thấy các cái tổn thương khác như là nang gan. Ở bây giờ ca này đố tiếp rồi, ca này cũng lại chọn là ABCD. Hình này là cái gì đây? Em ơi, em vào chưa?
thì em gặp cái chị ở đó, chị sẽ dẫn em qua phòng giao ban để em ráp vào phòng giao ban, tại bên này người ta đang có bệnh nhân á, ráp vào phòng. Ráp xong chưa? Xong rồi thì bây giờ cần phải ký giấy tờ gì không? Thì anh thấy bên em gọi điện cho anh Thông mà, hỏi anh Thông đi. Không, thì để ở đó đi, rồi khoảng 3 giờ anh sẽ xuống cho học viên nó xem. Bây giờ anh đang giảng ở trên này này, 3 giờ anh sẽ dẫn học viên xuống. Ok, okay. Ca này cũng có thể là một tình huống cấp cứu. Ca này là giảng là bởi vì thực ra ca này nó không nằm trong chấn thương bụng kín, nó có thể là trong cấp cứu. Có nhiều cách tiếp cận, chẳng hạn như là các anh với chị sẽ xem một cái cuốn mà hình như trong này không biết chết chưa. Thời tụi tôi đi học có một cái cuốn mà được gọi là sách giáo khoa năm 93, là chưa hề có một trang tiếng Việt nào hết. Tất cả học bằng tiếng Anh. Thì có một cuốn được lấy ra làm gốc và đến bây giờ tôi nghĩ vẫn hợp lý, đó là cuốn của tác giả Sander. Có mấy người viết ra nhưng mà người ta cứ hay nói đến tên ông ấy, chứ thực ra là tới ba người hay sao. Thì cuốn của Sander ấy là người ta dạy không giống như mình. Ví dụ người ta dạy là đau bụng bên phải, đau bụng bên trái, đau hạ vị, đại khái như thế. Nghe dạy theo cái triệu chứng lâm sàng khi mà bệnh nhân đến khám. Nhưng mà mình nghĩ mà dạy như thế thì mất thời gian thôi. Mỗi buổi dạy có tẹo. Thế còn cuốn mà siêu âm cấp cứu mà dạy cho anh nhá, là chỉ cần dạy trong mấy ngày ấy. Nhưng mà làm sao các bạn nhìn được tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, dịch cầu bụng, thế thôi. Siêu âm cấp cứu thì có vậy. Mục tiêu của khóa học trong 4 tiếng, 8 tiếng thì có vậy thôi. Nó viết thành một cái tờ hướng dẫn như vậy mà tôi nghĩ nó dạy thế thì ít quá. Ca này bây giờ mình chơi cái trò ABCD. Bây giờ đi theo thi lên đỉnh Olympia rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho dữ liệu vào. Đây là một bệnh nhân nữ đã được mổ viêm ruột thừa 4 tháng. Đó, dữ liệu số 1 là dữ liệu này không trừ điểm. Bắt đầu dữ liệu A là sưng đóng đỏ đau ở vùng dưới rốn và đã đi khám qua rất nhiều bệnh viện. Nếu mà tay công này các bạn trả lời được rồi thì các bạn chỉ còn 75 điểm. Như này muốn đọc tiếp không? Thế thì suy nghĩ. Thế nên đọc xong thì hết điểm, đọc xong thì đến đáp án luôn. Nào bây giờ ở đây có ai từng nhìn cái phim City? Chả lẽ bây giờ học 6 năm rồi không bao giờ nhìn một cái phim City à? PVD người ta cắt ngang hay cắt dọc qua bụng. Giống như ông Cao Thiên Tượng đi ông chấm với tôi, ông mới hỏi cái đẹp T1, T2. Học viên không trả lời được, ông bảo thế thôi đi về thi cái gì. Nhìn cái phim em trai, không biết là Cao Thiên Tượng ở dưới quang. Ông hỏi cái là cậu học viên chưa ra một thì cái đẹp T1, T2 lắc đầu lè lưỡi ra, ông bảo thế thôi đi về chứ là thi làm gì đó. Tại nhìn cái phim mà không biết T1, T2. Cái phim này là phim City. City là cái chụp là cắt ngang qua bụng, thưa các quý vị có nhìn thấy bao giờ chưa? Thế bây giờ cái phim này có cái gì hay? Tại vì tôi nghĩ là các bạn phải quan sát, phải thấy được một cái gì đó. Nếu mà không nhìn được thì đi lên đây, cho lên đây đi một vòng. Nhìn bạn nào bảo em nhìn chưa rõ, đi lên nhìn một vòng. Nhìn một vòng xem nó cái gì hay. Cái này là cái gì? Bệnh nhân là nằm ngửa thì cái này phải cuộc sống nó xương chậu ở dưới đấy thôi. Ngày nãy tôi nói rồi, bệnh nhân đau sưng ở vùng hạ vị sau mổ viêm ruột thừa thì cái gì xảy ra thì các anh chị sẽ chẩn đoán ngay là áp xe tồn lưu chứ, trong đầu mình sẽ phải nghĩ ra cái chuyện đó chứ. Nhưng mà tôi bảo không phải áp xe tồn lưu thì các anh chị phải nghĩ ra cái phương án B. Chứ các anh chị đừng có bao giờ mà đi khám siêu âm mà những cái ca khó mà chị đẻ ra có một cái câu là ca này chắc chắn là cái này áp xe tồn lưu rồi anh ạ, câu đó là cẩn thận chết đấy, tại vì sẽ bị sai. Về câu A là đáp án sẽ là áp xe tồn lưu, câu B là cái gì, câu C là cái gì, hả? Bệnh nhân là bao nhiêu tuổi? Tôi nói là bệnh nhân nữ, bây giờ bạn muốn loại tuổi thì tôi cho tiếp, 35 tuổi, hậu phẫu viêm ruột thừa 4 tháng, được chưa? Đây, bụng ở đây, cục nó nằm ở đây, câu cuối cùng là ODB. Thế thì đứng trước một vấn đề, đặc biệt là các bạn trẻ
không bao giờ được phép nói tôi không biết. À, các bạn phải vận dụng tất cả những cái gì mà trong đầu mình để chọn ra được một phương án ABC nào đó, chứ mà chọn cái câu này là chết chắc. Ở đây thì tại vì có nhiều bạn trẻ, sẽ có những bạn phải đi phỏng vấn xin việc. Thì các anh chị thì tại con tôi nó cũng sinh năm 92, tôi có đọc một cái công chuyện người ta kể với nó, và ở Việt Nam mình người ta đã ứng dụng. Có một cậu xin vào làm PVOI, petrol, tức là gì, dầu khí, tóm lại là như vậy đi. Đây, một ông đến xin việc và dầu khí của ai, của Mỹ. Nó có một câu hỏi là bây giờ theo em nước Mỹ có bao nhiêu cái cây xăng. Thế thì cái ông ở Việt Nam này, dầu khí Việt Nam, ông mới để ra một câu là theo em từ nhà em đến văn phòng của công ty hôm nay phỏng vấn có bao nhiêu cây xăng. Thì xin thưa các bạn, vì đây là một cái bài mẫu ở trong báo có viết, và nó để rèn luyện tư duy thôi, chứ có thể nó không có thật. Bây giờ bạn chọn cái nào? Ừ, theo bạn bạn chọn cái nào? Chọn cái nào? Em chọn câu nào? Em chọn câu này, khoanh ngay vào câu này nó chắc à? Thì quá dễ, thì em đi về trả nhận em vào nào. Bởi vì em là xin vào dầu khí, nó hỏi có bao nhiêu cây xăng. Em trả lời ta không biết thì chứng tỏ là cái tư duy của em kém. Thế không trả lời là gì? Cái cậu sinh viên ở Mỹ nó nói là bây giờ nó giả định một cây xăng một ngày đổ được 2.000 cái xe. Nước Mỹ có khoảng 2 triệu cái xe thì chia ra là có khoảng 10.000 cái xăng. Đây là một cách tư duy. Thế bảo không, ta đâu biết đâu, xăng ta đếm được. Bây giờ mày muốn biết là để ta gọi điện cho cục quản lý gì đó, cái chuyện đó là chuyện dễ rồi. Nhưng mà đây là cách tư duy. Còn một cái cậu ở đây á, thì nó nói là từ nhà tao đến phòng công ty là 10 cây số. Tao mới thấy rằng là cứ khoảng 3 cây số có một trạm xăng. Như vậy thì từ nhà tao đến đây, tao nghĩ rằng có khoảng 3 đến 4 trạm xăng. Cái thôi. Câu hỏi này không có đáp án chính xác, mà nó là đánh giá về cái tư duy. Thế thì bây giờ vào đây cũng thế, mình đừng có bao giờ chọn công ODB, ODB là chết chắc đấy. ODB là đi về á. Nên đây không bao giờ chọn cái câu này. Thì chọn một trong hai câu thôi, đúng không? Bây giờ trong đầu các bạn nghĩ là cái gì? Ông nào làm ngoại đâu, ông nào làm sản đâu. Thế tự nhiên mình có kinh vật đều không? Thì bây giờ bất kinh 4 tháng. Thế mà em càng hỏi thì em đi càng chưa điểm. 4 tháng sau mổ không kinh. Ok. Không kinh về. Đó, thì đấy cũng là một cái điều, nhưng mà tất nhiên là nếu mà sau cái này mà bạn nghĩ ra được cái gì đó thì tốt. Em nghĩ nó bị cái gì? Ừ, nó bị cái gì? Nó bị dịch trong một bụng nhiều hơn. Đấy, nó cái hình như đây, sao tôi biết được áp xe không? Áp xe, biết có dịch không có dịch, tôi cho bạn nữa thì hết rồi. Tại vì đây là cái hình bạn thấy mà. Cái gì không thấy không tính, cái gì nhìn thấy mới tính. Vậy. Tại vì thế này các bạn, nói đây bạn, nói đây bạn biết, nói đây cho bạn, các bạn nghe. Dính nhuận với U. Rồi, chào vào đây. Hoặc là U luôn. Các bạn không nghĩ đến một cái gọi là gà. Các bạn có nhớ là trong cái ngoại khoa bao giờ cũng phải đến gà. Và đây là một cục gà. Chắc chắn ca này là một cục gà. Tại sao? Thế thì các bạn phải đọc tiếp. Là trong siêu âm nó có một dấu gọi là cái dù. Cái ca này là một cái bác sĩ ở đây này làm. Cái bệnh nhân khai xong rồi chị nhìn thấy cái cục này, chị lúc đầu chị cũng nghĩ là áp xe còn lưu, nhưng mà chị chẳng thấy có tí dịch đâu cả. Thế chị bảo là khó quá, không biết, nhờ tôi coi lại. Tôi coi lại thì tôi chọn cái phương án là cái gà. Tại vì bệnh nhân này mổ 4 tháng rưỡi trước, mổ họ. Các bạn không ai hỏi cái chi tiết đó. Thứ hai là sau khi mổ có sưng một cục nữa thì ai cũng sẽ chọn cái phương án đầu tiên là áp xe tù lý. Nhưng mà cái này là cục gà. Thế thì tôi mới nói là thôi thì bây giờ tao đi chụp CT đi. Thì tôi mới hỏi các anh chị là cái chỗ này là cái gì? Là cái xương cặn
và đằng trước cái sinh cậu là cái chỗ bệnh nhân sưng lên, nó cái cục này. Tại vì các anh chị không có tinh mắt, các anh chị không nhìn thấy những cái cục này, nó có những cái sợi cản quang trong gạc bao giờ cũng có, và cái cản quang của nó tương đương với xương, cho nên các anh chị phải phát hiện thấy một cái cục bất thường nằm ở bụng trước, đúng không, ngay dưới da, và làm sao có cản quang. Nên tôi mới hỏi các anh chị có bao giờ nhìn thấy cái phim CT không, là vì thế. Thế và cộng với lại cái này thì tụi tôi sẽ nghĩ ngay đến chót gà. Thế thì tụi tôi cho cái ca này vào nằm ở trong viện. Thế thì sau khi mà siêu âm xong ấy, người ta mới nói một câu rất là hay, là bác nói đúng quá. Thì sao hôm qua em khám ở bên Medic 254 Hảo, bác sĩ ở bên đó gọi 30-40 học viên vào coi một cái này lâu lắm rồi không gặp. Nên bác sĩ có giải thích cho các anh chị học, còn biết sao sang bên này bà không nói, em không có tin nên em không có nói. Cái thứ hai là em có gọi điện cho cái phẫu thuật viên, cái này mổ một bệnh viện huyện, phẫu thuật viên bảo không thể nói gạt được, nên là bệnh viện, tức là phẫu thuật viên trả lời rất là cứng rắn như vậy và không chịu xuống gặp em để thảo luận cái điều trị tiếp theo. Thế là cuối cùng cho bệnh nhân nhập viện, nhập vào 4, cách đây chắc gần 4-5 năm rồi, hơn nữa là 4-5 năm nữa. Thế thì bệnh nhân đưa ra một cái yêu cầu là mổ, nhưng mà phải cho người chồng vào cầm cái máy quay phim quay để có tang chứng và chứng về bắt đền cho bệnh viện trên kia. Thế thì chợ rẫy thảo luận một hồi thì không ai dám đồng ý ạ, cái đó là không có cho phép. Thế bệnh nhân xin ra viện và ra 108 mổ, tại vì bệnh nhân có người nhà làm 108 thì chắc cũng chết lớn. Quay phim chụp hình mới đem cái cục về trả lại cho bệnh viện huyện, và bệnh viện huyện phải đền trong tầm 800 triệu. Bác sĩ bỏ ra 400 và bệnh viện bỏ ra 400 đầy mới ra. Ở đây mình rút kinh nghiệm cái gì? Rút kinh nghiệm thứ nhất là gà, cái thứ hai là hình ảnh của gà, và cái thứ ba là cách cư xử khi xảy ra sự cố y khoa. Bởi vì mình phải hợp tác. Chứ bây giờ phẫu thuật viên có giỏi mấy thì giỏi, nhưng mà cái này là sai sót ngoài ý muốn, mà không phải do phẫu thuật viên, mà là do cái cô phụ dụng cụ. Nếu mà các anh chị đi học, có cái cô lấy ra một miếng gà thì cô hô và lấy cất đi một miếng gà, cô phải hô và phải đếm, phải ghi. Mà cô ghi thiếu là sao, mà cô lấy ra mà cô không cất đi, mà cô cứ ghi là đủ. Có phẫu thuật viên nào để bị sót thì tất nhiên là lỗi tại phẫu thuật viên, đóng bụng này để biết sót, nhưng mà anh cũng không biết luôn, anh đóng luôn. Và như vậy là nguyên ở trong bụng bệnh nhân một cái cục gạc to và cái nắm đấm thì còn gì nữa, đúng không? 4 tháng trời đền được 800 ít ấy. Tôi nghĩ phải đền khoảng vài tỷ. Tại vì sao mà tính mạng người ta che như sợi tóc, 4 tháng trời đã có thể chết được rồi. Cái đền nhiều hơn, xong chết thì đền ít. Không, ở Việt Nam mình là tại vì các anh cái chị nhớ là cái luật của Việt Nam mình là rất là rộng. Các anh chị phải đền cái tổn thất tinh thần là cao nhất, chứ còn đền ý cái tổn thất vật chất thì không cao. Giống như là cái hai cái ca cháu nhầm em bé ở ngoài Bắc á, như hiện nay hỗ trợ mỗi gia đình khoảng 150 triệu. Tôi nói là nếu như mà Bộ Y tế và Sở Y tế và các thứ có quỹ phải đền mỗi nhà từ 5 tỷ. Anh hình dung cái con anh bị bắt cóc 5 năm, anh có mất 5 tỷ không? Nói chuyện tào lao là bao nhiêu tiền xét nghiệm rồi cái gì á. Anh chị em nào có con thì thử nghĩ ra con mình bị cắt cóc 1 năm trả 1 tỷ, bắt cóc 5 năm trả 5 tỷ, anh chị có chịu không? Có con. Con nào có con chưa? Thế dần giờ thì bảo đền ra, kêu đến thầy thế kia. Anh chị phải hình dung những cái đó. Ở với cái này chả có gì cả, đây là một loạt các cái sách các anh chị thích xem trong cái cuốn đó. Đây là cái cuốn Sander, cuốn này rất là lâu rồi, nó có tái bản, nhưng mà xin lỗi các anh chị là mắc lắm. Hôm tôi ở trong một cái hội nghị tôi thấy cũng thích lắm, định mua khoảng 750 đô, nhưng mà thấy xót ruột quá là thôi không mua. Tại đi hội nghị ở nước ngoài nó bán ấn bản mới hơn á, tái bản đấy. Rồi đó, ta trao đổi với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ về cái chấn thương bụng kín và một vài cái tình huống như vậy. Các anh chị xem có câu hỏi nào không?